Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp Lưu kính chào tất cả mọi người. Buổi tối hôm nay thầy Pháp Lưu xin dành một buổi tối đàm đạo với mọi người về cái vấn đề xã hội. Đức Phật bảo pháp của ta là thiết thực, là hiện tại, tức là nó là cái đời sống thiết thực hiện tại của chúng ta. Nó là thiện hay nó là ác? Trên cái thân tâm ta nó là thiện, lời nói là thiện hay ác? Trên cái cuộc sống của chúng ta là thiện hay ác? Chúng ta xem xét. Cho nên đó là pháp thiết thực hiện tại, chứ không phải là chúng ta ngồi niệm cầu để chúng ta được về cái Tây phương ảo tưởng nào đó. Mà Đức Phật dạy rằng Niết Bàn là ngay hiện tại, tức là đời sống, một cái trạng thái sống thanh thản, an lạc vô sự. Đó là đời sống giải thoát khổ đau. Cho nên cái đời sống ấy phải dựa trên một cái nền tảng căn bản về đạo đức. Mà cái nền tảng căn bản đạo đức của nhà Phật thì đó chính là giới luật. Giới luật của đạo Phật ấy nó không phải là một cái vấn đề hà khắc. Nó không phải vấn đề ép buộc ai phải tuân theo. Nhưng nó cũng không phải vấn đề hà khắc, mà giới luật của đạo Phật nó chính là một nền tảng đạo đức căn bản. Chúng ta hiểu giới luật là một nền tảng đạo đức căn bản. Ví dụ như chúng ta nói thế này: giới đức hiếu sinh, tức là sống yêu thương thiên nhiên muôn loài con người, không sát sinh làm tổn hại đời sống môi trường sống, mà thay vì sát sinh tàn sát thì lại yêu thương. Như vậy đây là giới đức, giới luật này nó trở thành một giới đức, trở thành một nền đạo đức căn bản. Nếu như trên thế giới này không có làm tổn hại môi trường, không săn bắn, không sát sinh, tôn trọng đời sống môi trường, con người muôn loài được yêu thương, thì có phải hành tinh của chúng ta đẹp, đất nước này có phải đẹp không? Cho nên giới luật của nhà Phật nó không phải là một cái sự gông cùm hà khắc như chúng ta nghĩ, mà giới luật của đạo Phật là một nền tảng căn bản của đạo đức. Ông Phật ông đề ra giới luật là để dạy con người sống đạo đức. Ví dụ như sống đạo đức thứ hai, đó giới luật thứ hai nghĩa là không tà dâm. Không tà dâm ở đây dạy con người sống chung thủy. Chung thủy không dâm ô vợ chồng người. Thì cuộc sống của chúng ta thật tốt đẹp. Chúng ta thấy nào đánh ghen này, nào hại nhau giết nhau này, rồi buồn khổ này, tức giận cũng chỉ vì ghen tuông. Chỉ vì con người sống không chung thủy, vợ chồng sống không chung thủy. Sinh ra ghen tuông, sinh ra thù hận, sinh ra chém giết nhau, chửi nhau, đánh nhau. Chúng ta thấy những cái vụ đánh ghen nó ghê, náo loạn. Cho nên đây là đạo đức mà. Giới luật là đạo đức. Chúng ta phải hiểu đạo Phật như vậy. Ai sống theo giới luật, người đó là người đạo đức. Ai sống phi giới luật, người đó là người phi đạo đức. Ví dụ giới đức chân thật, tức là không nói láo. Tức không nói láo đây Đức Phật dạy là không nói lật lọng, không nói hai lưỡi, không nói lời hung ác, bịa đặt, xuyên tạc, không nói vu khống cho người. Nếu xã hội mà sống như thế, giới đức chân thật như thế, thì cuộc sống này có người ta có thù nhau cũng chỉ vì vu khống nhau, cũng chỉ vì nói lật lọng, cũng chỉ vì nói hung ác nhau,
cuộc sống xã hội này tốt đẹp không? Như vậy giới luật là đạo đức. Có phải là không lấy của, không cho dạy con người sống ly tham, hưởng cái phần công đức của mình, không trộm cướp không? Cuộc sống có phải đẹp không? Có phải giới đức thứ năm là không uống rượu, uống rượu vào thì sinh ra hung tàn, sinh ra bệnh tật, sinh ra gì, u mê đầu óc, mất tỉnh táo và sinh ra tai nạn. Nếu năm giới đức này, nếu năm cái điều giới luật này được áp dụng cho xã hội này, ai cũng có thể tu đạo Phật. Từ quan chức đến dân nghèo, dân đen, từ cái ông không có kẻ tông phái hay là giai cấp hay tầng lớp hay tôn hay đảng phái nào, đạo Phật dành cho tất cả con người. Nếu nó là tôn giáo như tôn giáo tầm thường khác, nó là một cái thứ tôn giáo mê muội, cầu mong thánh thần hoặc là mê tín gì đó, thì còn nói là một tôn giáo lừa đảo, là một tôn giáo không đúng. Chứ đạo Phật lấy giới luật làm thầy thì tức là xây dựng một nền tảng căn bản đạo đức như vậy. Thì xã hội nào cũng cần, tông phái nào cũng cần, thậm chí giáo phái nào cũng cần và giai cấp nào cũng cần. Chúng ta không phân biệt, mấy ông cộng sản cũng cần cái này, mà mấy ông tư bản cũng cần cái này, mấy ông không cộng sản, không tư bản cũng cần cái này. Mấy ông gọi là quốc gia nó ở đâu nó cũng cần cái này. Đây là đạo đức mà. Chứ đâu có phải đây là đạo đức đưa đến con hạnh phúc cho con người. Chứ chúng ta đừng có nói là mấy ông công an ông không tu đạo Phật. Đạo Phật dành cho tất cả mọi người. Chẳng qua cái đạo Phật biến tướng hiện nay ở một số chùa chiền, nó là cái đạo Phật ví dụ như cầu mê tín thần quyền, cầu ngồi cầu tụng kinh niệm Phật như đấy, không phải Phật dạy. Đức Phật không dạy đó. Giới luật là một pháp môn tu tập đưa đến hạnh phúc, đưa đến cuộc sống an vui. Chúng ta phải hiểu, cho nên Đức Phật mới nói là lấy giới luật làm thầy. Giới luật chính là một pháp môn thiết thực, một pháp môn hiện hữu, pháp môn tu tập. Cho nên trên chùa thì phá giới xong lại đi tụng kinh niệm Phật, tu cái pháp môn nó không đúng. Pháp môn của Phật là pháp môn giới định tuệ. Mà cái giới luật này phải được thực hành trên đời sống con người bằng các cái sự trợ lực. Là đó là ví dụ như tác ý để đạt đến điều đấy, để thay đổi thân tâm mình, thay đổi con người, thay đổi cuộc sống của mình, hành động của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình. Như vậy tác ý không phải là cái gì mà tác ý, tức là mình nhắc nhở bản thân mình. Nhưng Đức Phật dạy là có như lý tác ý, ác pháp có sinh sẽ bị diệt, bị chính bản thân mình loại trừ. Buồn khổ, đau khổ, thù hận không nảy sinh. Cuộc sống tốt đẹp hơn. Ham muốn uế ác không nảy sinh. Như vậy thì chúng ta nói rằng ông nào cũng có thể tu đạo Phật. Cho nên có người nói rằng, người ta nói là ai theo cộng sản, ông nào theo cộng sản, ông sư nào theo cộng sản, gọi là sư quốc doanh, nó gắn cho những cái tên ấy. Mấy ông thầy thì cứ trốn, bảo tôi không phải cộng sản, tôi không phải. Không có hiểu đạo, đảng phái nào, tôn giáo nào, giai cấp nào cũng có thể ứng dụng, cũng có thể sống theo đạo Phật. Đạo Phật dành cho nhân loại, cho tất cả con người, không dành riêng cho một giai cấp hay một tôn giáo nào. Bởi vì đạo Phật, bản thân đạo Phật, nó đã bao trùm tất cả về vấn đề đạo đức, bao trùm tất cả vấn đề hạnh phúc, khoa học. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo khoa học. Khoa học đây là khoa học nhân sinh, khoa học đạo đức, đem đến an lạc, đem đến hạnh phúc cho con người. Cho nên pháp môn của đạo Phật là pháp môn giới định tuệ. Và nó có 37 pháp môn trợ đạo, tức là trợ giúp cho mình thực hiện cái con đường giới định tuệ.
trợ giúp, gọi trợ đạo. Chứ nó không có 84.000 pháp môn như là cái ông tổ tàu nó bày ra để lừa đảo con người, nó không có. Ông cứ hí luận đấy chứ. Đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là pháp môn giới định tuệ. Mà giới luật chính là một pháp môn tu vô lậu. Vô lậu tức là không còn khổ sầu, không còn uế ác. Lậu là khổ mà, vô là không. Cho nên pháp môn là pháp môn giới, giới luật. Đức Phật mới dạy, khi Ngài ra đi, Ngài mới di huấn lại: các người hãy lấy giới luật làm thầy. Ai sống theo giới luật có nghĩa là người sống theo đạo đức tự nguyện. Cho nên nhiều người nói thầy Pháp Lưu là một người học cao cấp chính trị từ chốn quan trường mà xuất phát mà đi tu, bảo gán cho thầy Pháp Lưu cái ông này, ông ấy vốn là cộng sản, ông là sư quốc doanh. Thầy Pháp Lưu không né tránh. Thầy Pháp Lưu thừa nhận mình vốn là một cộng sản noi ấy. Nếu các vị gán cho thầy Pháp Lưu cái chữ cộng sản, thầy Pháp Lưu xin nói thật với các vị, thầy Pháp Lưu còn là cộng sản nòi cơ, chứ không phải cộng sản không đâu. Bởi vì mấy ông đảng viên mới chỉ học cái trung cấp lý luận, trung cấp chính trị, thầy Pháp Lưu học cao cấp rồi, cử nhân chính trị, cao cấp chính trị. Và thầy Pháp Lưu giác ngộ con đường đạo Phật, và thầy Pháp Lưu và qua bao nhiêu cái khổ đau cuộc đời chiêm nghiệm ra và chọn con đường tu theo Phật. Cho nên mình thôi làm cộng sản để dành thời gian tu học. Cho nên không việc gì phải né tránh. Cộng sản không tu được Phật ư? Đạo Phật là đạo đức, ông nào cũng có thể tu đạo đức. Cho nên cái việc mà bảo cộng sản, các thầy thì mấy ông bị gán cho, ông bị sợ mất danh, ông né tránh, ông sợ bị vu khống vu vạ, ông sợ bị thế này thế kia, ông cái tâm vẫn còn hám danh và sợ hãi cái sự vu khống mình. Cho nên bên các cái người này người kia ghét bỏ, người ta gán cho mình cái danh sư quốc doanh rồi cộng sản, né tránh. Cái chuyện đó đạo Phật không có phân biệt giai cấp, tôn giáo hay là tầng lớp. Đạo Phật là đạo đức của con người. Mà đạo đức thì ai là người sống trên hành tinh này cũng cần có nó. Bởi vì làm con người có quyền mưu cầu hạnh phúc. Cho nên tại sao chúng ta né tránh? Hôm qua không? Sợ hãi. Cho nên con người không đàng hoàng, các bạn ạ, con người không đàng hoàng. Khi hiểu về đạo Phật, chúng ta tu một cách đàng hoàng, chân chính. Đức Phật gọi là chánh đạo, bát chánh đạo, tám điều chân chính. Dù bất kỳ ai cũng có thể tu tám cái điều chân chính này, tám cái thứ lớp chân chính này. Đạo Phật đưa con người từ chỗ tà kiến uế ác đi đến chân chính, hạnh phúc cũng chân chính. Cho nên chúng ta hiểu nhân quả là một sự chân chính, không sai lệch. Nhân quả là một luật khoa học đời sống này, chi phối toàn bộ vũ trụ này. Đây là khoa học mà. Nhân quả thì có nhân quả vũ trụ, nhân quả duyên sinh mà. Vì có sự giãn nở, vì có sự tồn tại mà sinh ra vũ trụ này, duyên hợp duyên sinh. Nhân quả thì có nhân quả thời tiết. Tàn phá rừng thì đương nhiên thời tiết sẽ thay đổi, nhân quả thời tiết. Nhân quả thảo mộc, nhân quả con người và chúng hữu tình. Bốn thứ nhân quả. Cho nên chúng ta hiểu là đạo Phật là đạo của nhân quả, mà là đạo đức nhân quả. Giới luật chính là một nền tảng đạo đức, mà đạo đức nhân quả.
chúng ta không tà dâm, dâm ô vợ chồng người thì chúng ta không sợ hãi, không bị ai đánh ghen. Gieo nhân lành, gieo nhân không nguôi ác thì sẽ gặt quả hạnh phúc. Chúng ta không yêu thương con người muôn loài, không tàn sát ai, không hại ai thì chúng ta sẽ được yên ổn. Đây là quy luật. Chúng ta không uống rượu thì chúng ta mạnh khỏe, minh mẫn. Chúng ta, gia đình của chúng ta không lục đục. Chúng ta đi đường chúng ta tỉnh giác hơn, ít bị tai nạn. Luật nhân quả, đạo Phật muốn là một khoa học nhân quả. Thế cho nên ông nhà khoa học Einstein, ông chủ thuyết tương đối mới nói, nếu có một tôn giáo bao trùm cả khoa học, vượt qua những vấn đề siêu nhiên, thần quyền, thì đó chỉ có thể là Phật giáo. Cho nên cái Phật giáo mà bây giờ nó tụng kinh, cầu vong, cầu siêu thần quyền, đó là Phật giáo lai căng, Phật giáo biến chất. Phật giáo thì của do nó bị sửa đi, bọn Bà La Môn nó chèn nhái kinh sách này, nó làm cho giống nó để nó đồng hóa đạo Phật, chứ không phải Phật giáo. Phật giáo nguyên gốc là chân lý tứ diệu đế, con đường bát chánh đạo, và pháp môn chân chính của đạo Phật là pháp môn giới định tuệ. Các bạn nên nhớ như vậy, một pháp môn duy nhất. Nhưng để mà thực hiện được con đường giới định tuệ này thì nó phải có 37 pháp môn trợ đạo, 37 cách thức trợ giúp, tùy theo đặc tướng từng người có thể sử dụng từng cái phần trợ đạo riêng, trợ giúp cho mình để đạt đến trình độ tịnh giới, thiền định và trí tuệ, để cuộc sống này được hạnh phúc trên cuộc sống thiết thực của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta ngồi cầu Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ một ông khổ đau đến mà họ, thầy ơi, vợ chồng con cãi nhau khổ đau lắm, con ngồi con niệm Phật đi, niệm Lục Tự Di Đà đi, ngày niệm 1000 câu, niệm xong về nhà vợ chồng, có khi bước chân về đến cửa chồng hỏi, chồng nó gây sự ha, không biết sử dụng cái đạo đức, cái sự nhân ái của mình, không biết sử dụng cái kiềm chế bản thân bằng tác ý của mình, không biết xoa dịu hận thù. Về nhà chồng đang tức bực, xong lên chùa cầu thầy, xong thầy bảo con cứ niệm Lục Tự Di Đà đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục, niệm. Về đến cửa chồng nó hỏi nó đang bực, xong lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khùng, nó bạt tai cho 3 cái nữa, loạn cả nhà. Có cái pháp môn khùng tâm thần, nó không có thiết thực. Cho nên Đức Phật dạy về, ví dụ chúng ta biết tác ý, về đến nhà nghe ông thầy dạy, dù chồng sân hận đến đâu, họ nó có mắng, có chửi mình, thì mình hãy tác ý nhắc nhở bản thân, nhắc bằng câu pháp trạch. Ví dụ như mình nhắc mình là, từ giờ đi mình không sân hận nữa, mình sẽ hiền như cục đất. Ác pháp là, tức là sân si trong tâm mình nó được lắng dịu, mặt mũi được hiền hòa, lời nói được tốt lành, và chúng ta nhẫn nhục tốt hơn. Nhờ đó mà nhân quả thay đổi, gia đình bớt đi, bớt tranh cãi khổ đau. Đây là một pháp môn diệu pháp. Chúng ta sống lành, chúng ta sẽ được quả lành. Tại sao đến làng Thầy Pháp Lưu trở về, hàng ngàn gia đình Phật tử trở về thì cuộc sống thay đổi hẳn? Thầy Pháp Lưu nói có đến 90% những cư sĩ Phật tử về làng tu, về giờ cuộc sống như chuyện cổ tích, thay đổi một cách kỳ diệu ấy. Cuộc sống nó hạnh phúc đến không ngờ lắm. Có những học trò còn nói với thầy Pháp Lưu là, thầy ơi, bây giờ con muốn khổ lại còn không được, làm thế nào nó cũng không khổ. Làm gì có cái pháp môn nào lại, bây giờ đạo Phật là đạo cứu khổ cơ mà,
mà bậc đạo sư là người thầy chỉ đường, thay Phật chỉ đường, mà lại cứ chỉ nó đi xuống hố thế. Bạch thầy, bây giờ con vỡ nợ, con không cách, người ta đang truy tìm con. Con ngồi nằm ngồi niệm lục tự Di Đà đấy, thứ 1.000 câu một ngày, niệm chán rồi, nó vẫn nhà đến nhà nó đòi nợ, và cuối cùng gì, khổ chồng đến khổ, thành u mê. Bây giờ thầy ơi, con đau dạ dày, con khổ lắm, con thuốc thang không hết, con cứ niệm đi. Niệm lục tự Di Đà đi, niệm nhất tâm, con cứ lạy một ngày 100 lạy. Pháp môn thầy Pháp Lưu hay nói là cái pháp môn bổ củi, lạy như bổ củi, nó vẫn đau. Khi đau bệnh thì Đức Phật đã dạy chúng ta thì dùng pháp trạch, dùng quán thân nhiếp phục cơn bệnh này. Đức Phật có dạy nè, trong Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy là này các ngươi phải ôm lấy chánh pháp của ta, ôm lấy pháp của ta mà làm thầy. Pháp của ta ở đây là cảm nhận toàn thân, toàn tâm, tinh tấn, nhiếp phục mọi đau khổ, tự mình làm chủ bản thân mình. Cho nên đến thầy Pháp Lưu thì thầy Pháp Lưu dạy nhiếp phục quay trong, trên thân quán thân, nhiếp phục bệnh tật. Mà nhờ vậy hàng trăm người hết bệnh, có những người ung thư viện trả về, có những người bằng cái pháp môn tu tập chân chính, làm chủ chính mình. Thực sự thầy Pháp Lưu nói ở đây không phải nói như mấy ông thần y đâu nhé. Nói như mấy ông thần y là bảo chữa bệnh là thế này, thầy Pháp Lưu cứu 100 người hết bệnh khổ thực sự. Chứ không phải là đưa lên mạng bảo thầy có cứu ai không, có làm, có chỉ đường cho ai hết bệnh không. Không có ai trả lời đâu. Thầy Pháp Lưu mà nói có vô số người trả lời. Thực sự cuộc sống hết, hết khổ sầu bệnh tật, hết bất an lo lắng, hết cuộc sống hết náo loạn, và đem lại phúc lành, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Điều lành đến, sự việc lành đến. Đây có cô giáo Trần Ánh Dung nữa này, cô đang bình luận là nhờ thầy, nhờ chị Kim Lan con bớt khổ. Cô giáo Dung ở Nam Định, thầy còn nhớ, đang xem thầy giảng. Như con mèo hen ấy, bệnh một chồng đống. Cuộc sống thì gia đình ly tán rất, con nhỏ, công việc thì nặng nhọc rất khổ. Nay cô giáo có hạnh phúc đó. Cô giáo cũng tu được đạo Phật. Học trò thầy trên bộ công an đầy, công an tu được đạo Phật, quân đội tu được, bác sĩ nó cũng tu. Bác sĩ học trò thì một đống. Người lao động nghèo đầy, trở nên cuộc sống yên vui hơn. Người bệnh tật đầy, giáo viên đầy. Ai chẳng có quyền tu đạo Phật, ai chẳng có quyền, ai chẳng có thể tu đạo Phật, không phân biệt. Cho nên đạo Phật không bắt con người ta từ bỏ cuộc sống của mình, mà làm cho con người ta thay đổi cuộc sống của mình. Từ khổ đau đi đến an vui, từ thù hận đi đến yêu thương, từ tranh chấp đi đến an hòa, từ bệnh tật đi đến an lạc, từ buồn khổ luyến tiếc chết chóc cho đến đoạn tận sự khổ đau. Cho nên cái đạo Phật nó là đạo cứu khổ cơ mà. Mà lại con nên lại nói rằng 1.000 người tu không có lấy 1 người thoát khổ. Nếu cái đạo Phật mà như vậy thì ném nó vào sọt rác cho nó xong. Chứ 1.000 người theo thầy Pháp Lưu thì có đến 900 người hết khổ. Tu đến đâu hết khổ dần đến đó. Có tu hay không thôi. Có khi 1.000 người ấy chứ. Nếu anh tín tâm tu, anh tín tâm nghe theo, học theo, bám sát thân cận, thưa hỏi được chỉ bày. Cho nên cái chuyện mà
tu ít thì hết khổ ít, tu nhiều hết khổ nhiều, giải thoát nhiều. Cho nên không có cái đạo Phật nào mà lại nghìn người tu không có lấy một người chứng đạo. Chứng đạo là cái gì đâu? Chứng đạo là hết buồn khổ phiền não tham sân si mê. Cho nên không còn nghiệp nào ác nào lôi kéo trong khổ đau cuộc sống này cho đến trong cõi sinh tử. Vậy thì ai hết khổ là người tu chứng đạo. Nó có lộ trình, lộ phần của nó, bát chánh đạo rõ ràng. Cái việc đầu tiên chúng ta phải xác định chánh kiến thế nào là khổ, nguyên nhân khổ. Sự diệt khổ chúng ta có thể tự mình diệt khổ đau hay không? Con đường diệt khổ ra sao? Và đâu là pháp môn chân chính? Đâu là tà pháp? Đâu là chánh pháp? Một người tu mà cứ cắm đầu vào tu không biết đâu là đạo Phật thật, đâu là đạo Phật giả, đâu là đạo Phật nhái lai căng của Bà La Môn, đâu là tổ tàu vẽ ra. Chúng ta cứ cắm đầu vào tu mà không có trí thức. Ta tin những điều mê ảo, mê muội. Mà thầy Pháp Lưu đã nói cái vấn đề mà về những cái hiện tượng vong nhập, ma nhập, thần giao cách cảm, ngoại cảm, rồi linh cảm, cho đến hiện tượng nhìn thấu thị, nhìn xuyên đất, những hiện tượng trọng công, những hiện tượng, những cái đó thầy Pháp Lưu đã giải thích rất là rõ. Chứ không giải thích như mấy ông thầy nó vong linh nhập thế này, nói thế này. Những cái hiện tượng đó nó có lý do của nó cả. Những hiện tượng tiên tri được tương lai, hiện tượng biết quá khứ. Kể cả những cái con rùa nó biết bơi vào đúng nơi bãi biển nó đẻ trứng, thầy Pháp Lưu cũng biết được nguyên nhân của nó do đâu. Đàn cá hồi bơi về đúng dòng suối nơi nó sinh ra để nó đẻ trứng. Những cái gì mà thầy Pháp Lưu biết bây giờ thì các vị không biết được. Cho nên cứ mù mờ tin vào mấy cái thần linh, vong linh. Cho nên những cái này thầy Pháp Lưu đã giải thích riêng một bài Bí ẩn vũ trụ, bản thân ngũ uẩn con người. Những sự kỳ bí, bí ẩn của vũ trụ này, của thế giới này. Thầy Pháp Lưu có một bài riêng như giảng ở đây, các vị nó không trọn vẹn. Nếu các vị có duyên thì cứ nghe, tìm. Thầy Pháp Lưu có giảng rất nhiều bài, các chủ đề như là vũ trụ và bản thân con người. Các vị có thể gõ YouTube. Rất nhiều người yêu mến thầy Pháp Lưu. Sau khi thầy Pháp Lưu giảng xong thì họ đăng luôn lên YouTube. Thầy Pháp Lưu không đăng YouTube. Thầy Pháp Lưu chỉ có một trang Facebook này thôi. Nhưng những người yêu mến họ đăng lên cho mọi người nghe. Cho nên chúng ta nghe để hiểu, nghe để giác ngộ. Giác ngộ về sự thật về vũ trụ này, bản thân con người này, tại sao nó lại có những hiện tượng như thế. Để chúng ta không mê muội, chúng ta tin vào một thế giới thần linh, thần quyền như các tôn giáo khác. Thầy Pháp Lưu giải thích rõ như ban ngày. Đây là một hiện tượng của giữa sự giao cảm, đây là một khoa học vũ trụ, bản thân con người. Con người có những cái khả năng ấy, nó là thân ngũ uẩn. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo Phật ai cũng có thể tu, không miễn trừ một ai cả. Anh em cán bộ công chức nhà nước cho đến quân đội công an, anh em cũng đừng có ngại khi mình nói đến đạo Phật. Anh em hãy trả lời, chúng tôi không phải theo một tôn giáo mê tín, mà chúng tôi theo học sống theo đạo đức nhà Phật. Anh em hãy nói như thế. Dù không phải là một Phật tử hay một cư sĩ hay một tu sĩ, vẫn có thể học theo, sống theo điều quý giá ấy. Cho nên học trò thầy Pháp Lưu, anh em trên bộ công an đầy, nếu nó kéo về làng có khi
mấy tiểu đội, anh em cán bộ chiến sĩ trên bộ công an, họ học cuộc sống họ rất hạnh phúc, đâu có phải thầy Pháp Luân cũng là thầy Pháp Luân không thừa nhận mình là một cộng sản cũ, cộng sản nòi, sao phải trốn tránh cái bản thân mình mà không dám thừa nhận bản thân mình để mà mình biết định hướng để mình học, mình thay đổi bản thân mình, không phân biệt. Mình còn phân biệt, mình trốn tránh, mình bảo tôi không phải cộng sản. Đó là cái tâm vẫn còn ham danh và sự hèn nhát, nhút nhát. Một người mà không dám đối diện với bản thân mình, đối diện với sự thật. Một người còn dám che giấu cái bản thân mình. Một người đó chưa phải là một người tu chân chính. Chưa phải là một người đàng hoàng. Một người không chân chính. Một người không chân chính có nghĩa là một người không đàng hoàng, không ngay thẳng. Cho nên nói không dám nói, làm không dám làm, tu không dám tu. Thấy cái sai trong đạo Phật không dám nói. Nói ra thì sợ mất danh, mất lợi. Bây giờ một ông mà nói bảo mê tín là thế này thế kia, cúng bái cầu siêu cầu an là không đúng. Nếu ông bỏ ông nói như thế thì ông không khác thì ông mất đi một nguồn lợi. Phật tử người ta không đến cầu cúng nữa. Cho nên phải không dám nói. Chúng ta là một tu sĩ Phật giáo, chúng ta phải dũng cảm mới là đệ tử Phật. Bởi vì cuộc đời này danh lợi cũng chỉ là phù vân, phù du. Nếu chúng ta không quay về làm một đệ tử chân chính của Đức Phật, chúng ta sẽ không bao giờ có giải thoát. Mà không bao giờ có giải thoát, chúng ta uổng phí một kiếp người mà mình đã đi theo Phật là một đệ tử Phật. Chúng ta không xứng đáng đi về cửa Phật. Mà đã không xứng đáng giải thoát đi theo Phật thì cuộc đời xuất gia tu hành của chúng ta hoặc là một cuộc đời cư sĩ của chúng ta uổng phí, quá uổng phí. Danh lợi cũng chỉ là phù vân hư ảo. Chết chúng ta không đem đi được, nhưng chúng ta sẽ đi theo cửa sinh tử khổ đau. Mà ngay cuộc sống này chúng ta cũng phiền não khổ đau. Có rất nhiều vị trụ trì về làng thầy Pháp Lưu tu, cuộc sống vô cùng phiền não. Làng thầy Pháp Lưu nhiều lúc tiếp đón rất nhiều vị trụ trì các chùa đến thăm tu học, học hỏi. Nhưng các vị rất là phiền não và các vị cũng nhận ra, phải thừa nhận rằng rất phiền não, không hết khổ. Cho nên chúng ta mà đánh mất đi con đường ấy, chân chính ấy, chúng ta vừa đánh mất đi đạo Phật, đánh mất đi bản thân, chúng ta cũng làm mất đi sự nhiệm màu của đạo Phật chân chính. Chúng ta cũng làm cho đạo thế giới này thêm u mê, gieo rắc thêm tà kiến, thần quyền u mê, rồi tưởng tri u mê, những cái pháp môn tưởng tri, ngồi hí luận, những cái pháp môn hí luận như thiền tưởng, ngồi quán tưởng này nọ. Ví dụ như quán tưởng những điều không thực có, quán tưởng những cái thứ không thiết thực, nó không phải trong cái hệ thống pháp môn chân chính. Cho nên Đức Phật có dạy pháp quán, nhưng mà là quán trong hiện tại. Chúng ta hiểu đạo Phật như vậy để chúng ta xây dựng một xã hội đạo đức. Từ tu sĩ, cư sĩ cho đến người có tu hay không có tu, người ta trân trọng đạo Phật, thế gian tán thán đạo Phật, và người ta sống theo để xã hội này được hòa bình, gia đình được thịnh vượng, an lành, chân chính, cuộc sống con người được mạnh khỏe và đầy đủ cái đạo đức trong xã hội này. Chúng ta đang, các đại biểu quốc hội cũng đang nói vấn đề. Hôm nay thầy Pháp Lưu đàm đạo cái vấn đề này là vấn đề xã hội.
với đạo Phật. Chúng ta hãy loại bỏ ngay cái tà kiến coi đạo Phật là một tôn giáo cần phải được thế này thế kia, cần phải được được xem xét kỹ lưỡng về cái mặt là hợp pháp hay không hợp pháp. Chúng ta hãy loại bỏ cái đó để cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, để cho Phật giáo chân chánh, những người tu hành theo Phật giáo chân chính được phát triển, để giúp ích cho xã hội này thiết thực, mà cũng chính là giúp ích cho quốc gia này, cho dân tộc này, mà kể cả giúp ích cho cả các đảng phái chính trị. Bởi vì đạo Phật là đạo đức, mà một đảng phái chính trị đạo đức thì đó là một đảng phái đó được xã hội này tôn vinh. Cho nên không phân biệt ông Cộng sản hay ông Tư bản hay ông Đảng Cộng hòa hay đảng gì hết. Nếu ông hiểu đạo Phật thì ông là một đảng phái chính trị tốt. Bởi vì đạo Phật không đi ngược khoa học. Nếu một tôn giáo nào mà đi ngược khoa học thì là một ngụy tôn giáo, là một tôn giáo lừa đảo. Còn đạo Phật như thầy Pháp Lưu nói là đạo Phật gốc do ngài Thích Ca Mâu Ni chủ xướng, không phản khoa học, mà nó giúp ích cho khoa học đời sống con người bằng nền tảng căn bản của ý thức đạo đức. Đó là giới luật. Cho nên có phải rằng cái giới luật của nhà Phật nó còn có ngay cả trong pháp luật tiến bộ của loài người. Ví dụ như cấm săn bắn động vật tự nhiên, cái đó trong đạo Phật có mà, giới luật có, đúng không? Sống chung thủy một vợ một chồng, có phải Phật dạy không? Hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã dạy giới luật. Có phải pháp luật của chúng ta cấm trộm cướp trong, nhưng đạo Phật tiến tới vấn đề tu tập ý thức, giác ngộ đạo đức, thay vì bắt buộc, thay vì đè nén ức chế, mà đạo Phật có một pháp môn để đạt đến cái giá trị ấy, đạt đến thực sự như thế. Bởi vì đạo Phật lấy giáo dục làm đầu, mà giáo dục của đạo Phật nó rất kỳ diệu. Con người chỉ cần tu tập là có thể đạt đến cái khả năng làm chủ ý thức bản thân mình, đạo đức của mình, không phạm phải các điều ác ấy. Cho nên đạo Phật không đi ngược khoa học tiến bộ, mà đạo Phật đã văn minh từ hơn 2.500 năm trước, chứ nó không vô minh như là cái thời kỳ đêm trường trung cổ trong lịch sử loài người. Các bạn không tìm hiểu về đêm trường trung cổ trong lịch sử loài người. Trong lịch sử loài người từ thế kỷ 16 trở về trước, hơn 1.500 năm, con người chìm trong thế giới u mê của thần quyền, được thống trị bởi vì một nhiều loại tôn giáo và các vua quan. Thế quyền và thần quyền cấu kết với nhau, dìm con người trong u mê, mê muội trong một thế giới tin vào thần linh, tin vào những cái đấng sáng tạo, tin vào những cái điều thần quyền, tin vào những cái siêu nhiên, ảo tưởng. Mà mất 1.500 năm loài người không ngóc đầu lên nổi, không có trí tuệ nổi. Đây là một thời kỳ đen, gọi là đêm trường trung cổ thời kỳ. Con người chìm trong u mê, tăm tối trong lịch sử loài người, thời kỳ trung cổ cho đến tận kéo dài tận thời kỳ cận đại của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu đạo Phật là khai sáng, đạo Phật là đạo đức, đạo Phật là trí tuệ, đạo Phật là hạnh phúc, không đi ngược lại cái khoa học. Cho nên tôn giáo mà không có khoa học thì là một tôn giáo lừa đảo. Khoa học mà không có đạo đức
là một ngụy khoa học. Ví dụ như khoa học nghiên cứu ra những sự diệt vong cho loài người, khoa học nghiên cứu ra bom nguyên tử để hủy diệt loài người. Cho nên chính cái ông nghiên cứu ra bom nguyên tử sau này ông phải hối hận. Hối hận. Trước khi chết hối hận rất đau khổ. Nên Đức Phật dạy là sống làm sao để không phải hối tiếc. Sống làm sao hân hoan. Sống làm sao tốt lành mà không phải hối tiếc. Người chết không hối tiếc là người giải thoát. Cho nên chỉ có hai con đường: thiện và ác. Thiện, nếu các vị toàn thiện, không còn điều uế ác nào trong lời nói, hành động và suy nghĩ, thì gọi là vô lậu. Vô lậu là không còn uế ác, là toàn thiện, không còn một điều nào ác, uế, đắm nhiễm, thì gọi là vô lậu. Chứ không phải vô lậu là cái người cái gì cũng không, tu hành mà cái gì cũng không, không biết gì, quán tất cả đều không. Như kiểu ông Bát Nhã Ba La Mật, ngài xem thấy tất cả đều không, cái gì cũng không. Không hiểu, đây là biến tướng ảo tưởng, tưởng tri Phật giáo, có ông Tổ Tàu. Không có đúng sai, không có phân biệt, không có phân biệt. Đức Phật dạy chánh kiến là biết đúng biết sai. Con người tu mà lại không biết đúng biết sai, không phân biệt. Không phân biệt thì một bát phân, một bát cơm, ông ăn bát nào? Đây là một cái... Thầy bắt đầu thấy nó vô lý, sau này mới đọc hết Kim Cang, rồi Viên Giác, rồi đến Bảo Đàn, rồi mới cái hí luận. Sau này thầy Pháp Lưu mới hiểu các tổ hí luận, tổ tàu hí luận, để rơi con người vào ảo tưởng, rơi con người vào những cái thứ học thuyết, nó không có. Cho nên mới có cái ông thầy, thầy Pháp Lưu biết, ngày xưa ông ấy nói thầy Pháp Lưu rất là ghê. Ông ấy nói là hí luận, ông giảng rất là hay, nào là Bát Nhã là thế này, Bát Nhã là thế kia. Ngay trên thiền viện của Lào Cai, ông giảng rất siêu, giảng nào Viên Giác Bảo Đàn, ông giảng tùm lum tùm loa, mọi người cả trong nước ngoài nước đều lắng nghe rồi kinh lắm. Sau này ông ấy mới đây ông ấy lòi ra, ông ấy có hai con riêng ngủ gái nó kiện cho, cuối cùng thành cái người tu hành, cuối cùng đi gieo cái nhân quả khổ, trở thành cái người thất đức, làm khổ con gái nhà người ta, không thừa nhận, cùng đi xét nghiệm ADN lòi ra. Cho nên đạo Phật là đạo đức các bạn ạ. Đạo đức ở đâu, ngọn đèn ở đó. Mà đạo đức chính là một nền tảng, dựa trên nền tảng của giới luật. Nên một ông thầy tu, một cái giới cư sĩ sống chung thủy, tức là ông không có vợ, có chồng, ông đừng có đi lang trả. Người tu sĩ dứt bỏ gia đình, sống chung thủy với con đường của Đức Phật, tức là từ bỏ dâm dục. Còn một người cư sĩ thì chung thủy với vợ mình, không dâm ô vợ chồng người. Còn ông đã đoạn, ông không có gia đình, ông đã dứt bỏ đi tu làm, thì ông phải chung thủy với con đường của Đức Phật, chung thủy với giáo pháp của Đức Phật. Nếu một tu sĩ mà còn tà dâm, mà còn dâm ô, mà còn trong thân khẩu ý còn cái chuyện dâm ô, thì là một người không có chung thủy, người hèn yếu, mà là một người nói láo. Cho nên phải quyết tâm dứt bỏ. Cho nên cái việc này là việc đáng xấu hổ. Đạo Phật này, vì không có tu, vì không có ôm pháp tu đúng, cho nên không làm chủ được bản thân mình, không làm chủ được thân khẩu ý của mình, sa đà lỡ bước. Pháp tu, pháp môn nó cũng sai. Cho nên nói ở đây nói sai thì
nó hơi oan cho các thầy. Không phải các thầy sai, mà là cái các thầy tu cái pháp nó sai. Cho nên các thầy không chứng được những cái gì cần làm chủ được bản thân mình. Đây là pháp nó sai. Nhưng mà các thầy cứ tà kiến, cứ ôm mãi cái pháp sai ấy, không chịu buông bỏ, không chịu buông xuống. Rồi chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn tín đồ đạo Phật, có khi đến hàng triệu Phật tử, tín đồ, triệu người đi chùa. Nhưng mà nền đạo đức của chúng ta vẫn xuống cấp. Vì những cái người Phật tử này, những cái người tín đồ này, những cái người yêu mến Phật giáo này, không biết được đâu là sự thật, đâu là pháp môn thù thắng, đâu là một pháp môn đưa đến hạnh phúc, đâu là con đường hạnh phúc. Cho nên họ như con rùa mù, đông nhưng mà nó lại mù. Bởi vì một người, những ông thầy mù dắt một đoàn người mù đi theo sau. Cho nên hàng vạn tín đồ, hàng triệu tín đồ Phật giáo, mà trong khi đó đạo đức xã hội vẫn xuống cấp trầm trọng. Mà trong khi đó các đại biểu quốc hội vẫn liên tục kêu là đạo đức xuống cấp. Đây là các đại biểu quốc hội kêu chứ không phải thầy Pháp Lưu nói đâu nhé. Nếu thầy Pháp Lưu nói thì bảo thầy Pháp Lưu là mà đánh giá sai lầm về xã hội. Nhưng đây là các đại biểu quốc hội, do những cái người có quyền phát ngôn đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Cho nên thầy Pháp Lưu có mấy lần đề nghị với lại mấy ông Bộ Văn hóa, định viết thư cho các ông, là ngay cả cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chúng ta cứ nên tổ văn hóa, rồi thôn bản làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa. Nhưng mà cái phạm trù văn hóa nó mông lung lắm. Nó mông lung. Văn hóa là gì? Đôi khi dân chúng ta xây dựng phong trào văn hóa, đời sống đạo đức văn hóa, đời sống văn hóa khu dân cư, người ta lại cứ hiểu văn hóa là hình thức. Cái kiểu văn hóa phong trào ấy, văn hóa hình thức là ca múa hát này, rồi là xây dựng nhà cửa này, xây dựng đường xá, rồi nó thành như kiểu phong trào. Thành như kiểu phong trào. Chứ nó không, chưa thực là văn hóa trọn vẹn. Văn hóa là mấy ông bà lên sân khấu múa hát. Văn hóa là cái đời sống thể dục thể thao. Văn hóa cái này cái kia. Đôi khi dân chúng người ta không hiểu. Nên cái cách mà đưa cái sự lãnh đạo của mình vào trong dân chúng nó không có gãy góc, không có đàng hoàng, không có gọn gẽ. Cho nên đề nghị mấy cái ông lãnh đạo Bộ Văn hóa, đề nghị các ông là phải xem xét lại cái chỗ này. Chúng ta hãy để ví dụ như là khu dân cư văn hóa, thêm chữ đạo đức nó hay hơn rất nhiều. Làng văn hóa đạo đức, khu phố văn hóa đạo đức, cho nó rõ ràng. Bởi vì đạo đức là gốc con người. Nếu không có đạo đức thì cũng không có văn hóa. Bởi vì một con người có văn hóa thì phải là một con người có đạo đức. Một đời sống văn hóa phải là một đời sống có đạo đức. Cho nên đề nghị các vị thay vào cái chữ tổ dân phố văn hóa đạo đức, làng văn hóa đạo đức, vào cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chứ cái phong trào ấy thực hiện thì nó cũng chỉ được đến, đôi khi nó chạy theo phong trào, nó chạy theo hình thức. Đây là thầy Pháp Lưu là người công dân và cũng là một người từng làm lãnh đạo các phong trào. Thầy Pháp Lưu thấy, thầy Pháp Lưu từng làm thi đua khen thưởng trong các phong trào thi đua. Nhưng mà thầy Pháp Lưu thấy nó không có cập nhật được cái sự thực, cái chất lượng
về cái đời sống thực sự. Tức là cái quyết sách của một người lãnh đạo nó không đi được vào đời sống thực sự. Cho nên ở đây là đàm đạo hôm nay thôi, chứ nhưng các vị hãy thay cái từ làng văn hóa đạo đức nó hay hơn nhiều. Bởi vì con người Việt Nam lấy đạo đức làm đầu. Mà bất kể không riêng người Việt Nam mà thế giới này cũng phải lấy đạo đức làm đầu. Bởi vì có đạo đức mới có văn hóa, xin thưa với các vị như vậy. Mà không coi trọng vấn đề đạo đức làm đầu thì văn hóa cũng bằng thừa. Làm gì có văn hóa? Đối với một khu dân cư đánh cãi chửi nhau, đối với một khu dân cư xả rác bừa bãi, đối với một khu dân cư sống tùy tiện làm ác, con người ác với nhau. Đối với một khu dân cư mà không chịu học hành điều tốt đẹp, làm gì có văn hóa ở đây? Cho nên có lẽ có khi hôm nào rồi cũng phải tâm sự với các anh lãnh đạo tỉnh, mà chúng mong sao Yên Bái đi đầu, chúng ta thay đổi cái sự khéo léo để chúng ta ví dụ đưa một vài cái tổ, một cái làng văn hóa đạo đức. Nếu có thì Pháp Lưu xin cùng các trò cùng xây dựng một cái cổng có cái biển làng và cùng thực hiện làng văn hóa đạo đức. Làng văn hóa đạo đức phường Hợp Minh. Nó hay hơn. Cuộc sống ở đây chúng ta phấn đấu trở thành một công dân đạo đức, trở thành khu phố đạo đức. Phố đạo đức, con người sống đoàn kết, con người sống bình đẳng, con người sống khoa học. Trong khi mấy ông đại biểu quốc hội thì kêu đạo đức xuống cấp, mà chúng ta lại không xây dựng những làng văn hóa đạo đức, khu dân cư văn hóa đạo đức, tổ dân phố văn hóa đạo đức. Nó thiếu mất hai từ đạo đức. Bởi vì cái vấn đề đạo đức hiện nay chúng ta, xã hội này đang cần. Con người chạy theo dục vọng, chạy theo sự bon chen, chạy theo cái cuộc sống xô bồ mà quên đi vấn đề rèn đạo đức. Cho nên chúng ta thấy tội phạm thì gia tăng, các cái tội phạm xã hội rất là nguy hiểm, rồi cuộc sống thì bất an, con em chúng ta ra đường rất là sợ hãi, rồi xã hội náo loạn. Chúng ta thấy đấy, lên mạng thì chửi nhau, chúng ta thấy đấy. Người ta cứ nói người này tốt, người này là người tốt, người kia là người tốt, nhưng đụng cái lên mạng chửi nhau rất là thiếu đạo đức, thiếu văn hóa. Nó không phải. Cho nên ngay cả cái mạng xã hội của chúng ta thôi mà còn được đánh giá là một cái tiêu chuẩn, là một mạng xã hội thiếu lành mạnh nhất. Cho nên một mạng rác. Cho nên chúng ta ở trong đạo Phật có cái pháp môn Như Lý Tác Ý. Đức Phật ví cái pháp môn của Ngài như cái chổi quét rác, tức là quét sạch uế ác, nhắc mình rèn luyện bỏ đi cái ác, tự nhắc mình thì cái ý thức, ý dẫn đầu các pháp, ý thế nào thì hành động sẽ theo như vậy, lời nói sẽ theo như vậy. Cho nên mình làm chủ được tâm mình thì mình sẽ làm chủ được cuộc sống này. Cho nên Như Lý Tác Ý như là một cái chổi thần quét rác, quét sạch những khổ đau, buồn khổ, phiền não, uế ác, bệnh tật. Thầy Pháp Lưu đã dùng cái pháp Như Lý Tác Ý để dạy học trò lìa bỏ bệnh tật, diệt phục bệnh tật, chiến thắng bệnh tật. Cho nên pháp môn kỳ diệu, pháp môn khoa ở đây thì hết sức khoa học. Học trò thầy Pháp Lưu, bác sĩ thì theo đầy bác sĩ một đống bệnh. Thầy Pháp Lưu có thể công khai nhiều bác sĩ trên này.
mà được thầy Pháp Lưu chỉ bày giúp đỡ cứu. Bác sĩ Thoa ở bệnh viện thì Tiền Hải Thái Bình, hay bệnh viện 500 giường Thái Bình, bác sĩ trưởng khoa đấy, bệnh viện 500 giường Thái Bình, bác sĩ Thoa, ngành y tế Thái Bình chắc có tên bác sĩ Thoa. Đống bệnh thầy Pháp Lưu có một tuần, thầy Pháp Lưu cứ bác sĩ Thoa có nói với thầy Pháp Lưu là bạch thầy, con là bác sĩ, con đi chữa cho người ta nhiều, những bản thân con 5 loại bệnh nặng con không thể cứu nổi con. Thầy, con cứ suy xét cái gốc bệnh rồi thầy dạy cho cách, bệnh do mình. Người bác sĩ Hồng Hà, bác sĩ Hồng Hà là bệnh viện 500 giường Ninh Bình, bác sĩ Duy, đồng là mấy ông thầy thuốc nổi tiếng, ông Tiên Thái Bình. Nhưng mà người ta chữa bệnh là chữa bằng cái ngọn, còn đạo Phật là tự lực làm chủ, tự làm chủ chính mình. Đức Phật dạy tự làm chủ mà, tự mình cứu lấy chính mình. Cho nên nó có pháp môn tu thiết thực của nó. Cho nên đạo Phật mới là đạo cứu khổ. Chúng ta hãy xây dựng một đời sống tốt để chúng ta hết phiền não khổ đau. Chúng ta hãy xây dựng một đời sống đạo đức. Chúng ta hãy tu tập những pháp môn thiết thực. Chúng ta hãy sống theo một cái khoa học nhân bản, sống theo đạo đức nhân quả, để chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp. Thầy Pháp Lưu rất là mong muốn mình đóng góp cho quê hương Yên Bái một cái nơi sống thực sự tốt lành, một cái làng quê thực sự bình yên, một cái nơi mà con người thực sự yên vui hạnh phúc. Khi mà thầy Pháp Lưu nghe thấy anh Đỗ Đức Duy bí thư tỉnh ủy, anh nói là chúng ta phải giữ bản sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, nên chúng ta phải không lấy đổi kinh tế, lấy đời sống, đổi lấy tất cả, mà chúng ta hãy gìn giữ đời sống để chúng ta xây dựng với cái giấc mơ Yên Bái như một giấc mơ Bhutan. Tức là Bhutan được mệnh danh là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Nghe xong thầy Pháp Lưu rất là thích cái tư tưởng này của anh bí thư tỉnh ủy Yên Bái này, mà báo Tiền Phong người ta nêu, người ta viết một cái bài về cái nghị quyết mới của tỉnh Yên Bái, một cái nghị quyết xanh, bản sắc và hạnh phúc. Đây là một cái điều có lẽ là ít có một địa phương nào nghĩ ra cái mà đưa ra một cái chủ trương, thấy nó rất là thích. Dù thực hiện thì không, mới bắt đầu bước tay vào thực hiện nhưng chưa biết nó sẽ thế nào, nhưng mà điều này tuyệt vời. Và thầy Pháp Lưu cũng mong muốn mình xây dựng một cái nơi làng quê ở trong thành phố này thực sự hạnh phúc, mà bây giờ nó đang hạnh phúc. Nó không mê tín, nó không lừa dối con người, nó sống thiết thực và thực sự là cái nơi con người được an vui, được hạnh phúc, được mạnh khỏe, được tốt đẹp. Con người sống thực sự đạo đức. Cho nên cái làng tu nơi này của thầy trò nó đang trở thành một cái nơi mọi người còn mơ ước. Thực sự mọi người mơ ước. Cho nên thầy Pháp Lưu muốn cùng các trò xây dựng một cái, để minh chứng cho một cái đạo Phật thật sự, mở ra một cái đời sống mới cho Phật giáo, mở ra một cái chương mới, một cái trang mới, một cái nhận thức mới, một cái sự nhìn nhận mới về Phật giáo, dựng lại cái đời sống thực sự của Phật giáo tốt lành mà nó đã biến mất, đã bị biến hoại sau bao nhiêu năm, hàng ngàn năm. Chân lý nó đã bị che lấp, những cái đời sống tu tập tốt lành nó đã bị mất đi, những cái pháp môn chân chính nó đã bị mất đi, bị sai đi, những cái lời giáo răn chân chính của Đức Phật nó cũng sai đi, nó mất đi cái kỳ diệu. Cho nên thầy Pháp Lưu muốn dựng nó lại,
dựng lại một cách thiết thực để minh chứng thấy, nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy một cái miền đất thực sự hạnh phúc, để cho mọi người thay đổi quan niệm về Phật giáo, mọi người nhận thức đúng về Phật giáo, và để cho cuộc sống này thực sự tốt đẹp, để cho mọi người học theo khoa học đấy, học theo điều tốt đẹp đấy, chứ không tin vào những thứ mê tín thần linh siêu nhiên ảo tưởng nào bên ngoài, cũng không tin vào những cái điều mà bao nhiêu lâu nay các cái tôn giáo dẫn dắt lừa đảo chúng sinh đi vào u mê. Cho nên thầy Pháp Luân là người đi tiên phong ở cái vùng trong hành động, người hành động tiên phong xây dựng đời sống, dẫn dắt mọi người xây dựng đời sống. Cho nên thầy Pháp Lưu đã dám mơ ước đến một cái miền đất Phật thật sự. Khó khăn cũng chơi, cũng phải là đệ tử Phật, cũng dám nghĩ đến một miền đất Phật thực sự là đất Phật, nơi tịnh lạc, nơi yên vui, nơi con người thực sự đạo đức. Cho nên dù vất vả, dù cực nhọc, dù bị phỉ báng, dù bị ngăn cấm, dù bị chèn ép, vu khống, thì thầy Pháp Lưu vẫn cứ quyết tâm. Bởi vì chúng ta sẽ phải mở ra cho Phật giáo một chương mới, một trang mới, một sự thay đổi mới, một dòng nước mới, một cái dòng nước mát mới thay đổi. Cho nên 4 năm vất vả nơi Yên Bái này, từ một cái làng quê trộm cướp, chém giết, bệnh tật, bẩn thỉu, gọi là bụi xóm bụi đời của Yên Bái, nay nó đã thành một xóm thiên đường. Ai cũng muốn khao khát về, ai cũng muốn khao khát đến. Sau có 4 năm, đó chẳng phải là sự mầu nhiệm của Phật giáo đó hay không? Nếu các bạn đến đất Yên Bái hỏi đây có phải xóm bụi đời của Yên Bái không? Xưa nay nó nói đến cái xóm này người ta còn không muốn nói đến, người ta khinh bỉ. Nói đến vùng này, nay nó đã thành một vùng đất mà mọi người phải đáng trân trọng, thay đổi hẳn. Đó chẳng phải là mầu nhiệm hay sao? Phật Pháp chẳng phải kỳ diệu hay sao? Chân thầy Pháp Lưu còn muốn lớn hơn nữa, còn muốn điều tốt đẹp hơn nữa. Thầy trò còn muốn tu hành để cống hiến cho cái đất nước này, cho những cho quê hương này, cho đất nước này, cho đời sống hạnh phúc của con người này. Đó là cái lòng yêu thương con người. Vì có lòng yêu thương mới dám nghĩ đến cái việc tu hành, gột bỏ khổ đau nơi mình, mà tu hành đem hạnh phúc cho mọi người. Chỉ có tình yêu thương mới làm được như vậy. Tình yêu thương thật sự mới cứu được mình ra khỏi khổ đau và cứu được người, đem cái điều lành đến cho con người, đem cái điều thực sự kỳ diệu đến, từ trường lành tương ưng đến, đem cái từ trường tốt lành đến cho đời sống này, như một sự từ bi, như một sự trí tuệ. Cho nên thầy Pháp Lưu sẽ minh chứng cho các vị thấy, cho các bạn thấy, cho những người học Phật thấy, cho các tầng lớp giai cấp thấy, cho các đảng phái thấy, để cho chúng ta nhìn nhận về đạo Phật một cách trong sáng, không bằng con mắt tà kiến. Cho nên hôm nay bàn cái vấn đề xã hội và đạo Phật để chúng ta hiểu hơn. Thầy Pháp Lưu là người nói đi đôi với làm, mà thầy Pháp Lưu sẽ đoàn kết mọi người, hướng mọi người đến sự tốt lành. Chúng ta sẽ làm những điều kỳ diệu, ta sẽ có cái điều hạnh phúc. Chúc các bạn hiểu biết rõ ràng về Phật giáo, hiểu biết chân chính về Phật giáo,
chúc các bạn không bị lừa đảo, chúc các bạn không rơi vào tà mê, chúc các bạn sống một cách hạnh phúc, đúng đắn, trí tuệ và đạo đức. Thầy Pháp Lưu xin tạm dừng ở đây.